nè, để chụp hình nè. Trời ơi, trời ơi, ghét không? Ghét quá. Ngứa lỗ tai hay sao vậy? Ngứa lỗ tai hả? Ngứa lỗ tai hay Trời ơi, mặt đậm. vậy? Trời ơi. Chia cơ. Mai nó mới làm. Nó đông vòng tụi mình rùm với đông vòng. Đứa cáo nào mà xấu biết mà nhỏ nhất cơ. Thấy thương không? Đi đây. Thấy mặt rồi thấy thương không? Rồi đi nãy giờ mà có tâm mình không đi. Ấy da, ấy da. Trời ơi. Ai dạy nó thật không, không chắc gì. Nó ngứa cái lỗ tai nó chọt vậy quá. Ba. Mẹ 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 nói là để mẹ phắn lỗ tai không chịu tự chọt vậy đó. Ơi chọt lỗ tai đi. Con nó qua. Hả? Năm con hả? Dẫu dữ vậy mày. Trời ơi. Quá chùa dẫu dữ vậy. Đi. Chưa ông nội đã tới đâu. Ủa? Chưa chưa ông hiểu không vợ không dễ về giùm mà. Trời anh trắng ghê nha, anh trắng bóc luôn á trời. Cái mặt anh trắng. Tí không có ca sĩ chợ nó công nữa. Ủa mình đâu má đâu mà thằng à? Nó đâu dưới hả? Đi đâu tao gái tao. Leon. Yeah, no, no. Hả? Cái mặt kia kìa. Đâu có phạt á. Nó đòi dẫn đi nó khóc đi. Ai gọi? Nay bà mở cổng đi mai rồi. Nó nghỉ tiền bà Tú ở đây ủi xong nghỉ nó.